Đây là hình ảnh mà người Mỹ luôn hướng tới, những chiếc laptop, những điện thoại thông minh đời mới nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự phát triển của công nghệ ngày nay đã khiến vòng đời trung bình của những chiếc máy tính chỉ còn khoảng 2 năm. Và cứ mỗi ngày, người Mỹ lại vứt đi hàng trăm nghìn thứ đồ để theo kịp với công nghệ. Mỗi năm tại đây có tới 3 triệu tấn rác thải điện tử được thải ra, nhưng tất cả chúng sẽ đi đâu? Một trong những đích đến là Silampur, vùng ngoại ô nghèo phía đông thành phố New Delhi của Ấn Độ. Mohammad Azam năm nay 32 tuổi, nhưng anh đã làm công việc phân loại rác 10 năm nay. Công việc của tôi là tập hợp những thứ đồ điện tử này, phân loại chúng. Đó là con đường kiếm sống của tôi. Không giống như những loại rác thông thường, dễ dàng đốt bỏ hay chôn xuống đất, rác điện tử phải trải qua một quá trình xử lý và tái chế bởi một công ty chuyên trách. Nhưng quá trình này tốn từ 15 đến 30 đô la Mỹ để xử lý chỉ riêng một chiếc máy tính. Bởi vậy, đa phần những rác thải điện tử được chuyển tới các nước đang phát triển, chẳng hạn như Ấn Độ, nơi chi phí xử lý giảm tới 10 lần so với việc tái chế đúng quy cách. Ngay cả khi theo hiệp ước Basel, việc xuất khẩu những loại rác điện tử này bị coi là phi pháp, các công ty Ấn Độ và nhiều nước đang phát triển vẫn thường lách luật khi gọi chúng là các hàng hóa cũ. Nhiều quốc gia cho phép nhập khẩu các loại máy tính cũ nhằm hướng tới mục tiêu phổ biến máy tính trên toàn đất nước, nhưng những gì họ nhận được chỉ lại toàn những thứ rác công nghệ. Những người phân loại rác sẽ đối mặt với những chất axit rất độc hại, hầu như mọi loại đồ điện tử đều sản sinh ra những chất đó. Nhưng thực tế, với một số con người tại đây, ngay cả khi họ biết rõ điều đó, nhưng cũng sẽ không chọn cho mình một con đường khác. Tôi biết nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, nhưng tôi cũng không còn nguồn sống nào khác. Và những bãi rác điện tử sẽ tiếp tục chất cao tại Ấn Độ, một hình ảnh tiêu biểu cho thấy sự mắc kẹt trong kế mưu sinh của những người nghèo.